trận đấu là thứ hai, mạc C của game thủ No 1, còn bên kia là Gripper, cũng như Per là của game thủ Van Lập. Vâng, Van Lập được cầm Per. Vâng, CCC tức là bảo game thủ Gunny xin dân đi. Xin dân đi. Vâng, nhắc game thủ Gunny là xin dân đi, vì game thủ Gunny là hay có những cái tên quên xin dân. Đâu? Đây. Vâng, bài rất tươi, đã thấy quả một đội vòi ngay gần nhà chính rồi. Được. Rất hay. Vâng, trận đấu này thì bên thủ Gunny cần quân gì? Roman với Max C đối đầu với Gripper. Thế thì tươi, nên nói chung là thoải mái, cần thoải mái rồi. Gunny bài tôi nhìn nó cũng chưa đẹp lắm. Bãi quả 6, Hiếu có rồi, dừng à, thì cũng có dừng. Hiếu 4. Thôi, xem đầu 1. Bài giàu tôi xem ông đầu 1 anh hơn. Ngày hôm nay tôi không có lịch diễn. Ngớ vẩy ra đây tí thôi. Ê, chả may tự nhiên vừa ra nơi Zidane đuổi. Đuổi như đuổi tà rồi, cả vợ Gunny cũng đuổi. Vâng, không cho bình luận. Cuối cùng là không có ai thì bắt tôi phải vào. Và bây giờ tự nhiên tôi vào và thắng luôn trận đầu tiên. Ô, có quả phụ kìa. Vâng, giò ảo vậy. Vâng, cái góc đấy mà cũng có thể dết cái thằng dân vào được. Những bước chân cực kỳ là vâng, gión rén của game thủ No 1. Đẩy như sẽ rất gần hai con voi này thôi. À, rất cầu vòi, rất nuột, chưa mất một tiết nào. Vâng, những pha không thường thấy các bạn, những pha xem cầu vòi của em thủ No 1, ba vòi nào thôi đi về. Ủa, bốn vòi thôi, thế là xong. Vâng, giờ và bây giờ thì em thủ No 1 thì cần chọn cho mình một cái hốc thôi. Em sẽ chọn được cái hốc trên phía 9 giờ trong bãi rừng dừa hay là chỗ cái rừng thông kia. Đây là game thủ Gunny cũng có một voi. Vâng, một voi và bốn con hiêu. Còn tính tròn nó là bầy hiêu 7. Có một bầy hiêu phụ nữa. Vâng, hai con sư tử ăn hoang thoải mái. Bài game thủ Gunny nó hơi tù. Không, bài game thủ Gunny thực sự là nó chưa thấy gì. Giỏ tương đối rộng rồi. Vâng, nhà thì tương đối giàu, xe đã sắm đầy nhưng mà của chẳng có, toàn ăn, vâng, toàn ăn thịt thôi chứ không có hoa quả. Thế này thì không thể nào có canxi, à không thể nào có vitamin được. Không ăn thua. Xem No 1, nhà No 1 đầy đủ cả, vâng, rất đầy đủ luôn, và nó phải có cả, vâng, cả thực và cả vật, ăn đầy đủ. Thế này thì cháu lớn, thanh niên hưng nhổn thì có vợ rồi nên lớn chả làm gì. Quan trọng là cái ông mới có người yêu mà chưa có vợ này thôi. Cái cầu vòi không mất tiết nào, tuyệt vời thật. Làm gì có cái gì nữa. Hai mấy nông dân vẫn muốn có bảy quả, bãi quả phụ nữa. Tham, ông tham như nông dân. Tôi tưởng là mỗi Thái Bình tôi mới tham thôi, nhưng không, Nghệ An cũng tham. Liệu cái bãi quả trong 9 giờ kia có thể đóng được cái bây giờ không? Hai mấy? Có anh 25. Bãi quả trong 9 giờ nó hơi xấu, nhưng bảy yêu đầu thì em là bảy yêu 7. Nào sao ba sư tử đấy làm gì? Lực là tương đối khỏe dành cho thỉm nổ No 1. Ừ, đúng rồi, 745 với 25 nông dân. Thế là cũng được. Không, bây giờ là thôi triển. Rồi. Ừ, nó bé. Đóng cửa em với anh ơi. Gunny. Ừ, bầy cũng có quả phụ. Vâng, hiêu này là hiêu đóng để ăn chị hết, quá hay luôn. Ô, phi phát chết luôn, phi phát này. Rất hay. Vâng, Roman thôi tương đối dễ ép. Vâng, dễ ép go, đơn giản. Nhưng liệu anh có kích đời sớm không thì tôi nghĩ bài không thể kích sớm được. Đúng cái bài em thủ ăn đi là bài không kích sớm. Ô, bên đội bạn lên hết đời rồi. Đội bạn lên hết đời rồi. Đây là nhà kiếm thủ Persian. À không phải. Đúng là Persian thật. Vâng, sao lại có cái BE ở đây? Sao lại BE nhà kiếm thủ Hoàng Mai Nhi lại ở chỗ này? Xong rồi. Vâng, đội bạn lên đời sớm lắm. Nhưng mà kiếm thủ No 1 cũng là kích 825. 25 nông dân mà kích 825. Thế là nó quá chuẩn rồi. Hay, đóng chiếc BM nói chung là cũng được.
6 là một người vàng. Giờ tôi nghĩ là một trong một con game thủ Persian của Hoàng Mai Nhi sẽ người chuyển công A sớm. Nếu mà vài một game thủ màu 1 nó 1 là người kín nhà thì Hoàng Mai Nhi sẽ người chuyển A sớm. Persian một loại quân cực kỳ dễ chuyển quân. Lực kiếm thủ nó 1 là tuyệt đối khỏe. Cái bãi quả phụ của em mới ăn được một tí thôi. Bóng độc cô bại đóng một chiếc em vô tội vả ở đây chứ không có một ý đồ nào cả. Đào vàng rồi. Sao vẫn chưa thấy giò? Gunny vẫn chưa thấy. À Gunny bị chọc rồi. Gunny bị chọc mất cái gì ở nhà rồi kìa. Thôi xong tôi. Thôi xong tôi rồi. Thôi coi như phế bay gỗ này vậy. Persian đóng ruộng. Một bài game thủ nó 1 đang quyết định khung nhà và chảy y bài game thủ nó 1 là game thủ Hoàng Mai Nhi là tương đối xấu. Còn tôi chỉ cần xúc chết game thủ Hoàng Mai Nhi thôi. Vâng, xúc chết Hoàng Mai Nhi thì tôi nghĩ là tươi hơn. Khi mà mạc C thì không cũng không xoắn mấy cái con này. Bãi vàng Hoàng Mai Nhi là không bố bế gì quá xấu luôn. Sọc xiên. Ôi từng thằng đóng 1. Chết mất con giò rồi. Ăn đi, liệu tính chất thi đấu không? 19 bị phế rồi. Ôi bài tất cả bên như kia bàn vàn vàn lớp cũng đều không bo. Về lớp rồi mà không bo tí nào kìa. Giờ con chém thảo ở đây thì đúng là mạng. Vâng, giờ con chém thảo ở đây kinh cả tẻm luôn. Oh no, tôi ghét cái điều này. Không ai thích cái điều này một tí nào cả. Chết rất nhiều dân rồi. Chỉ còn nó 1 thôi. Vâng, bài Hoàng Mai Nhi chuyển cung A tôi bảo mà chắc chắn Hoàng Mai Nhi người chuyển cung A. Và Persian là một loại quân cực kỳ dễ chuyển vì khả năng ăn thực vừa yêu voi của động vật của nó là rất nhanh. Hỏng rồi, nếu chuyển cung A khả năng bên mình là khó. Không test lại cái chỗ đấy tí nó hở thì vui. Nâng cả chương 3. Đấy, tìm đường đục vào đi. Giờ phải tìm đường đục được thì mới tươi. Đẩy y luôn, Hoàng Mai Nhi đánh tán bộ thế thủ lại lên cung A một áo. Vâng, những con qua một áo thôi là nó cũng không xoắn mấy con y rồi. Gunny 14. Đấy, nhưng mà bây giờ con chém đến thì game thủ màu 4 cũng đã có con phủ ở đây rồi. Chưa, vâng có bánh xe. Ơ đừng, không. Tôi bảo rồi. Khó, trận vậy thì trận yếu này thực sự là khó. Liệu game thủ nó 1 cầm Max C có cần được Persian lên cung A không? Không có đường vào. Lên qua một áo, nhưng lực yếu. Lên để xúc vượng lực yếu rồi, mới chỉ thấy một con thôi. Nào thả y vào ruộng. Bằng kim được tất cả bằng này trong dân thì tươi. Cứ chọc con cung A thôi em mới tuyệt vời. Nào thả vào ruộng. Thả chém vào ruộng. Ôi chỉ thế thôi. Vâng chỉ cần như vậy thôi. Lên cung A xong hai áo rồi. Tuổi gì. Vâng mặc C. Chứ không phải là những cái con bình thường. Triển thôi. Công phù kìa. Phù. Hai tôi vẫn đánh được. Tôi nghĩ là đánh thoải mái luôn. Thả y vào ruộng. Kia về. Vậy e rồi. Không. Ồ, sửa xuyên. Ồ đây rồi. Vâng viện trợ. Vâng quân viện trợ đã đến. Gunny ở tầm 15 này công phu. Được đi. Không được. Vâng người da xanh. Người da xanh rồi. No 1 vẫn đang là 28. Vâng bài bên phía đối bạn là tương đối xấu. Nhưng bây giờ thì những con cung A một áo đã ra. À những con này cung A hai áo của Persian đã ra. Thì một vài con y. Một vài con y lẻ tẻ sẽ rất khó đường vào. Hai y. Sao quầy thầm ruộng ư? Vâng hai y rồi. Phải lùa được một tên vào ruộng cơ thì mới tươi. Chứ đánh thế này thực sự là cái mùa Hoàng Mai Nhi sẽ bắt đầu nở cung A ra. Mà cung A nở thì rất nhanh. Gunny 17. Thôi khó được quýt. Nhưng mà bây giờ thì về lớp còn nguyên. Gunny chưa chém được gì về lớp cả. Khó tuổi số là một đều trong trận đấu đầu tiên. Một trận đấu mà Gunny bài quá tù. Còn đâu một thì chỉ cần cân với Per thôi. Vẫn cân với Per. Persian của Hoàng Mai Nhi là người chuyển A quá sớm.